Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới có tên Vượt qua sóng gió của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ba năm sau, ngoảnh lại nhìn thời gian trôi đi. Từ khi xảy ra chuyện đến bây giờ, thời gian trôi đi cũng thấm thoát 3 năm. Tôi đã bước sang tuổi thứ 31, cái tuổi chẳng còn sự mơ mộng về túp lều tranh và những dự định đẹp như cổ tích trước đó. Tôi của bây giờ chẳng có mục tiêu nào để vươn tới ngoài đi học và đi làm và cắm mặt vào những số liệu ngập mặt. Tôi không liên lạc được với An. Chương trình bạn muốn thành công năm đó anh đột ngột hủy, cũng chẳng ai biết được anh ở nơi nào. Tôi chỉ biết mình đã để anh vào một góc của trái tim, coi đó như là một kỷ niệm đẹp. Tôi cũng đã nghĩ có lẽ chúng tôi cả đời này sẽ chẳng thể nào gặp nhau được. Cho đến một ngày, số phận một lần nữa bắt đầu quay vòng cuộc đời tôi. Đó là vào một buổi chiều với thời tiết không được đẹp lắm, khi mà tôi vẫn đang mệt mỏi với một chồng giấy tờ làm bài luận, thì nhận được điện thoại của Thái, người anh hàng xóm của tôi khi còn nhỏ. Năm ấy, sau khi ở quê nghỉ ngơi một tháng, sau bao nhiêu cố gắng, thì tôi nhận được học bổng thạc sĩ ở Mỹ. Thái vì tình hình kinh doanh không tốt nên đã giải thể công ty, đồng ý sang Mỹ làm cho tập đoàn cũ. Chúng tôi hai người nương tựa nhau ở đất nước xa lạ, tối ngày giúp đỡ lẫn nhau. Đến bây giờ mọi thứ cơ bản có thể gọi là ổn thỏa. Về phần Phương, tôi cắt đứt mọi liên lạc. Tôi cũng chẳng biết anh còn tìm đến nhà tôi để làm phiền bố mẹ tôi không nữa. Nhưng mà có một điều tôi có thể khẳng định được, đó là tình yêu của tôi dành cho anh đã chết hoàn toàn từ những ngày tháng tôi bị tạm giam chờ xét xử rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, kéo ý thức trở về thực tại. Tôi thở dài với tay nhấc máy. Có chuyện gì vậy anh? Em đang bận việc lắm. Phía đầu dây bên kia, Thái cười nhẹ một tiếng, sau đó anh nói. Nhóc con, hôm nay là sinh nhật em đấy. Em định để bản thân tẻ nhạt trong ngày trọng đại như thế này à? Nghe Thái nói vậy, tôi lúc này mới đưa mắt nhìn sang tờ lịch bên cạnh. Đúng thật, hôm nay chính là ngày sinh nhật của tôi. Vậy mà tôi lại không nhớ nữa cơ đấy. Lại nhìn lên đồng hồ thấy thời gian chỉ 7 giờ tối. Tôi lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cũng phải thu dọn đồ đạc cho vào cặp để mang về nhà làm. Vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi Thái. Anh đang ở đâu đấy? Em nghe thấy có tiếng nhạc. Ừ, nhà hàng Pia, em qua đó đi, anh đã đặt bàn rồi. Nhà hàng Pia là một nhà hàng khá là sang trọng, nằm ở con đường huyết mạch thành phố New York, được mở cách đây khoảng hơn một năm. Tuy không phải là nhà hàng sang trọng hay dành cho giới thượng lưu, nhưng lượng khách đến đây ăn uống đông đến mức có hôm còn phải đặt bàn trước mới có được chỗ. Bắt taxi đi đến điểm hẹn, tới nơi tôi cũng chạy ù một mạch về phía sảnh, vội đến mức còn suýt nữa đâm sầm vào chiếc Lamborghini cũng đang đi tới. Vào đến thang máy, tôi lại phải đứng đợi vì đã có người đi rồi, nên đành lôi điện thoại ra định gọi cho Thái, thông báo anh đợi tôi một chút. Nhưng khi ngón tay vừa chạm phải bàn phím, tôi liền nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Đi từ từ thôi Bon, cẩn thận không ngã. Giây phút ấy tôi liền vội vàng quay đầu lại, ánh mắt đang tĩnh lặng, chẳng một gợn sóng nào bỗng dưng trở nên co rút. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, chẳng phải ai khác mà chính là An, người đàn ông đã không một lời từ biệt, rời khỏi cuộc sống của tôi sao? Anh nhìn tôi không hề có tia ấm áp và nhẹ nhàng giống như trước, mà là lạnh nhạt xa cách, như thể tôi là một người dưng không quen biết. Không lên tiếng chào hỏi, cũng không nhìn tôi quá 3 giây. Đi bên cạnh anh là Hường, là người phụ nữ ghét tôi đến tận xương tủy, là người hận không thể giết chết tôi thành hàng trăm hàng nghìn mảnh. Tôi vẫn luôn mong sẽ có một ngày chúng tôi sẽ lại được gặp nhau. Chỉ là không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Tôi bất động nhìn An đứng trước mắt. Anh không thay đổi bao nhiêu, vẫn đẹp trai anh Tuấn như cũ. Điều thay đổi lớn nhất bây giờ chính là anh không còn là một người sẵn sàng bảo vệ tôi mọi lúc nữa, mà là một người chồng tốt, một trụ cột gia đình vững chãi. Đưa mắt thu hết toàn cảnh một nhà ba người hạnh phúc của anh, khóe môi bất giác kéo lên nụ cười buồn. Nơi hốc mắt vương một tầng sương dày. Tôi muốn chạy đi thật nhanh khỏi nơi này, nhưng hai chân lại không chịu nghe theo sự ra lệnh của bộ não, mà như ghim xuống mặt đất, muốn dịch chuyển nhưng không thể nhúc nhích được. Mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh, tựa hồ muốn nhìn rõ toàn bộ thay đổi trên người anh trong 2 năm qua. Trước cái nhìn đầy chăm chăm không ý tứ nào của tôi, An lộ rõ sự khó chịu. Anh cau mày liếc tôi, ngữ điệu lạnh như băng. Cô có chuyện gì sao? Trước câu hỏi của anh, tôi chỉ biết lắc đầu thật nhẹ, đôi mắt rủ xuống đau thương, nhìn từng đường nét hoa văn dưới những viên đá lát nền. Cố trấn tĩnh lại giọng nói của mình đáp trả anh. Không, không có. Tôi thấy anh giống một người quen của tôi, nên mới có phản ứng như vậy. Nói xong câu nói ấy, tôi cũng chỉ biết tự cười nhạo chính bản thân mình, cười cho sự ngu ngốc của mình đã cất giấu. 3 năm qua, trong khi người khác nghĩ tôi đau khổ vì Phương, quằn quại vì Phương, thì chỉ có mình tôi biết rằng trái tim của mình đã có một hạt đậu nảy mầm. Thứ tình cảm ấy từng chút lớn lên trong tôi, bén rễ thật sâu, cuối cùng trồi lên từng chút. Để rồi có những đêm giật mình tỉnh giấc, tôi phải đối diện với sự thật rằng tôi thích An. Tôi tiếc nuối những khoảnh khắc tôi cùng anh đi ăn, luyến tiếc những khoảnh khắc anh gõ nhẹ vào đầu tôi. Bảo với tôi là thật ngốc, nhớ nhung bát mì tôm hải sản anh mua cho mình lúc ở trấn huyện. Tôi thích anh từ bao giờ tôi không rõ, chỉ biết lúc tôi phát hiện, nó đã hiện diện và bám chắc đầy kiên cố rồi. Tôi đã rất muốn bản thân nhận nhầm người, nhưng rồi lại không thể thuyết phục bản thân nghe theo suy nghĩ đó. Khi mà đối với anh tôi đã vô cùng quen thuộc, từ việc nốt ruồi anh có ở nơi dưới cổ, cho đến những thói quen nơi ngón tay của anh. Thử hỏi trên đời này có người nào giống nhau đến mức từng điểm ấy cũng giống đâu cơ chứ? Thang máy xuống đến nơi, cánh cửa được mở ra. Ban đầu tôi cũng có ý định bước vào, nhưng lại nghĩ đến việc phải chung thang máy với gia đình bọn họ. Tôi chỉ có thể lặng lẽ bước từng bước, đi ra khỏi đó. Những ngón tay cầm lấy túi sách cũng siết chặt đến trắng nhợt. Tôi không đủ can đảm đến mức cùng anh đứng chung một chỗ. Không can đảm đến mức làm ngơ như không hề có chuyện gì, khi mà chứng kiến cảnh anh hạnh phúc với Hường. Cho nên tôi đành bước đi không một lần ngoảnh lại. Thế nhưng sự kiên cường ấy lại bị đập nát khi mà tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Đặc biệt là khi anh nói với con trai rằng cả đời này anh sẽ bảo vệ gia đình họ. Tôi cảm giác trái tim mình như muốn vụn vỡ ra thành hàng trăm hàng nghìn mảnh vậy. Cuối cùng tôi mất lý trí, lao thật nhanh ra khỏi nhà hàng, quên luôn cả việc gọi cho Thái nói anh đừng chờ nữa. Vì tôi lúc này thật sự chẳng còn tâm trạng nào hết. Tôi chỉ muốn được ở một mình thôi. Cứ vậy tôi lững thững bước đi dưới con đường vắng vẻ, chẳng thể xác định bản thân muốn đi đâu, nên cứ vô định bước, bước mãi. Lúc ngẩng lên chẳng hiểu sao, tôi lại đi ra tới bờ hồ gió thổi vù vù. Điện thoại để trong túi sách cứ vang lên từng hồi chuông đơn điệu. Tôi biết là Thái gọi, nhưng thật sự bây giờ tâm trạng tôi rất rối, nên cũng chẳng muốn nghe. Cứ để nó kêu như vậy đến chán thì thôi. Ngồi một lúc gió càng thổi lớn hơn, những chiếc xe cộ ngoài đường quốc lộ cũng ít dần, chẳng còn đông đúc. Lúc này mới sực nhớ tới dường như trời đã chuyển về đêm rồi, nên vội vàng luống cuống đứng dậy trở về nhà, người cũng run lên vì áo đã ngấm sương lạnh. Về tới sảnh nhìn thấy bóng sáng Thái đứng dưới cột điện, tôi giật mình bước lại hỏi. Sao anh vẫn còn ở đây, muộn lắm rồi. Nhìn thấy tôi, Thái kích động, vội túm lấy vai tôi xoay một vòng. Vân, em đi đâu bây giờ mới về thế? Điện thoại cũng không thèm nghe. Em có biết là anh lo lắng cho em như thế nào không hả? Em đã đi đâu thế hả? Em có chút việc cho nên không đến được.
điện thoại lại để chế độ rung. Thành ra, anh Thái, em thật sự xin lỗi anh. Có phải em không thích anh, cho nên mới kiên quyết né tránh anh đúng không? Em vẫn còn yêu cái người đàn ông đã làm em đau khổ cùng cực kia, đúng không? Nói đến đây, Thái bỗng dưng ngừng lại, đôi mắt đỏ ửng cố kìm nén. Vâng, từng ấy tâm ý của anh vẫn không thể làm cho em lung lay hay sao? Từng ấy cố gắng của anh không thể làm cho em nhìn về phía anh hay sao? Trước những câu nói đầy thương tổn của Thái, tôi chỉ ngước lên nhìn anh, nước mắt nhòe đầy trên khuôn mặt, liên tục lắc đầu. Vấn đề không phải ở anh mà là ở em. Anh Thái, em chỉ coi anh là anh trai của em mà thôi. Còn yêu nhau, em không làm được. Tôi ra sức nói những suy nghĩ của mình, chỉ mong Thái hiểu ra được sự thật, rồi nhận ra điều ấy là đúng. Nhận ra thời gian dành cho tôi thật sự lãng phí, mà tự động nhận ra được sự mù quáng không đáng có của mình. Nhưng rồi mọi thứ tôi làm đều trở nên vô nghĩa, khi mà anh ấy vẫn chẳng quan tâm đến lời nói của tôi, vẫn kiên trì cầu xin tôi. Vâng, anh biết là anh không bằng người cũ của em, nhưng mà anh sẽ cố gắng phấn đấu mà. Anh hứa sẽ yêu em thật lòng, sẽ chung thủy với em cả đời. Chúng ta không bon chen với những đấu đá của giới thượng lưu làm gì, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ và đầy ắp tiếng cười thôi, được không em? Em biết lúc này anh không chấp nhận được những lời này, nhưng mà em vẫn phải nói, vì điều ấy mới là tốt nhất cho cả hai chúng ta. Anh nói đúng, trái tim em quá tổn thương, nó không dễ dàng mở cho người khác nữa rồi. Vâng, nếu anh vẫn còn muốn chúng ta có thể tốt đẹp như trước, thì hãy chặt đứt đoạn tình cảm này đi, được không? Em thật sự không muốn nhắc đến chuyện này một chút nào hết. Được rồi, vậy chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Tính cách của Thái trước giờ vô cùng nhã nhặn. Đối với những gì đối phương cương quyết không muốn, thì anh ấy sẽ không bao giờ thúc ép hay ép buộc. Có lẽ vì chính điều đó mà anh ấy được rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích, trong đó có cả tôi. Vậy em lên trước đây. Khoan đã, anh nghe nói là em muốn xin vào làm việc ở Net phải không? Vâng, ngày mai là buổi phỏng vấn cuối cùng, quyết định em có thể vào đó làm hay không. Net là một tập đoàn nổi tiếng, đầu vào của họ vô cùng gắt gao. Chưa kể nơi em xin vào còn là tổng bộ nữa, chắc chắn công việc sẽ rất áp lực. Vâng, anh biết em muốn thử sức, nhưng mà hà cớ gì em phải tự mình lao vào lửa như vậy? Với thành tích của em, tìm một công việc tốt không phải là không có. Anh cũng có thể xin cho em vào tập đoàn nơi anh làm việc. Em cảm thấy Net mới thật sự thích hợp với mình. Đây chỉ là một câu trả lời qua loa cho có mà thôi. Trên thực tế, vì sao tôi muốn vào Net, suy cho cùng chỉ có một lý do, đó là tôi muốn gặp lại An. Tôi muốn tìm anh, tìm xem anh ở nơi nào suốt 3 năm qua. Muốn hỏi anh vì sao anh đã giúp tôi như vậy rồi, mà còn bỏ mặc tôi đi không một lời từ biệt. Nhưng hôm nay dường như những câu hỏi ấy cơ bản đã có đáp án rồi. Người vợ của anh từ trước đến giờ không phải ai khác mà chính là Hường. Cô ta dường như đã không còn ở bên Phương nữa mà quay về với anh. Bây giờ họ cũng đã có con của mình, xây dựng nên một gia đình vô cùng hạnh phúc. Tôi xuất hiện cũng chỉ là dư thừa. À không, trên thực tế trước giờ tôi với An là mối quan hệ gì đến chính tôi cũng còn không biết nữa. Đêm hôm ấy tôi gần như mất ngủ hoàn toàn, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của anh lúc tối. Tôi lên mạng tìm hiểu về anh, nhưng kết quả vẫn như cũ, không thay đổi một chút thông tin nào, cũng không ghi rõ địa chỉ cụ thể làm việc. Nick Zalo trước kia anh dùng đã ngừng hoạt động từ lâu, số điện thoại cũng thế, Gmail thì người khác quản lý. Tóm lại những thứ từng liên quan đến tôi đều được xóa một cách vô cùng sạch sẽ. Gấp máy lại, tôi ôm lấy mặt đầy bất lực, nằm vật ra giường cố gắng nhắm mắt cho đỡ mỏi, dần dần cũng chìm được vào giấc ngủ. Đến 8 giờ trở mình ngồi dậy, tôi thay quần áo và ăn qua loa một chiếc bánh, sau đấy bắt xe đi tới tập đoàn Net để cho kịp giờ phỏng vấn. Lúc này ở ghế chờ vẫn còn có 3 người nữa, 2 nam 1 nữ. Tuy nhiên theo những cách quan sát của tôi thì họ không được hòa thuận cho lắm. À mà kể ra cũng đúng, bởi vì đây là cuộc phỏng vấn cạnh tranh để vào Net.
Vì vậy nhân từ với đối thủ chính là tự mình làm hại mình. Đạo lý tàn nhẫn này anh đã từng dạy tôi như thế. Đến bây giờ tôi vẫn còn ghi nhớ rất là rõ. Chờ đến 10 giờ, người được cho là phó tổng bộ phận cũng xuất hiện. Cô ta tên Linda, mới 32 tuổi. Đã leo lên được vị trí này thật khiến cho toàn bộ mọi người trong tập đoàn không khỏi ngưỡng mộ. Tuy nhiên xét về tính cách thì khá là nghiêm khắc. Tựa như lúc này, khi đứng ở trước mặt chúng tôi, cô ta không vòng vo mà nói luôn. Tôi cho 4 người, mỗi người 15 giây để nói về lý do muốn vào NET. Nếu vượt qua thì có thể thuận lợi tiến vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Nếu không thì cửa ở ngoài kia, chúng tôi không tiễn. 15 giây, cái này có phải là quá đáng rồi không? 15 giây thì nói được cái gì bây giờ? Với cả khi tôi vào NET, mục đích của tôi cũng chỉ là muốn tìm An. Ngoài ra tôi cũng chẳng nghĩ nhiều được đến thế. Bây giờ đối diện với câu hỏi này, tôi thật sự không biết phải trả lời như thế nào cho đúng. Vừa nghĩ đến đây, ba người kia cũng đã trả lời xong. Linda quay sang nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẩy. Tới lượt cô. Tôi bắt đầu. Tôi muốn vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình. Tôi đã nằm ở trong vòng an toàn quá lâu. Nét chính là nơi tôi muốn chinh phục. Đã từng có một người nói với tôi rằng tôi xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn, chứ không phải là một cô gái hiểu chuyện. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy thật sự đã nói đúng. Cô đúng là một người hiểu chuyện. Nhưng mà nhắc cho cô nhớ, muốn chinh phục nét không chỉ cần kiến thức mà còn phải xem cô có phù hợp hay không. Mà tôi thì thấy cô hoàn toàn không phù hợp. Nói đến đây, Linda cũng đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên ném ra một câu. Lát nữa người phỏng vấn các cô chính là người giỏi nhất ở NET. Thiên đường hay địa ngục sẽ quyết định vào giây phút này. Câu nói này của Linda làm cho tôi chấn động. Tuy nhiên tôi cũng không dám chắc chắn người phỏng vấn mình là An. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh đẩy cửa bước vào, mọi suy nghĩ hỗn độn theo tôi ngay lập tức biến mất. Hóa ra bấy nhiêu năm nay, anh làm việc ở đây, anh ở lại nơi này. Chúng tôi cùng nhau sống chung dưới một thành phố. Nhưng vì định mệnh, lần tái ngộ lần nữa, đã là 3 năm dài. Những ngón tay siết chặt lại, tôi không dám nhìn An. Bởi càng nhìn là tôi lại nhớ lại một cảnh gia đình anh hạnh phúc với nhau ngày hôm qua. Mà anh thì dường như cũng sực nhớ ra tôi là ai. Thành ra đôi lông mày hơi nhíu lại, mang theo một chút khó chịu. Tuy nhiên vì là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên anh cũng chẳng thèm đôi co với một con tép diêu là tôi. Cho nên cái nhìn cũng chỉ dừng lại vài giây cũng chuyển sang chỗ khác. Vị trí chúng tôi ứng tuyển vào chính là chuyên viên phân tích thị trường. Chính vì thế thử thách mà An đưa ra chính là yêu cầu chúng tôi phân tích về tập đoàn DC, một tập đoàn xây dựng khá là có chỗ đứng trong ngành. Anh muốn chúng tôi phân tích tỉ mỉ từng chi tiết và bước cuối cùng là có nên đầu tư rót vốn vào tập đoàn này hay không. Thời gian chỉ có 1 tiếng đồng hồ, không hơn không kém. Trước đó mặc dù chúng tôi có quen biết và cũng có vài lần ngồi với nhau nói chuyện, thế nhưng mỗi lúc ở bên cạnh tôi, An mặc dù nghiêm túc nhưng nơi đáy mắt vẫn còn tia ấm áp, không hề khiến tôi cảm thấy áp lực cũng như sợ sệt. Còn bây giờ anh đối với tôi giống như một người hoàn toàn xa lạ, không có chầm trước, không có nể nang, cũng chẳng có thiên vị. Nhất là khi thời gian 1 tiếng kết thúc, bài phân tích báo cáo của 3 người kia dù không khiến anh khá hài lòng, nhưng họ vẫn được anh cho một cơ hội thử việc. Duy nhất chỉ có tôi. Anh lướt nhanh không quá 3 giây liền ném trả, sau đó tuyên bố cô bị loại. 3 từ cô bị loại này không khác gì một cái tát thật mạnh vào mặt tôi. Trong nháy mắt khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước những cái nhìn của tất cả. Tôi nâng mắt nhìn anh, thật ao ước nơi đồng tử đó tìm lại được một tia ấm áp quen thuộc. Nhưng kết quả chẳng có, nó mất rồi, hoàn toàn mất rồi. Hít vào một hơi thật sâu, tôi nghẹn giọng hỏi anh. Tôi muốn hỏi vì sao tôi lại bị loại. Bài phân tích đó tôi nghĩ mình đã làm rất là tốt. Theo cô đây là một bài phân tích tốt,
Vậy chứng tỏ não của cô chỉ vận động được đến mức như thế này. Tôi... Nét chỉ cần một con sói, dám đương đầu và dám xông pha, dám vượt qua bão giông, chứ không cần một người hiểu chuyện, luôn ngoan ngoãn tìm cách an toàn rút lui. Đây không phải là rút lui, mà nhìn thẳng vào thực tế. DC là một tập đoàn có chỗ đứng, nhưng theo như tôi được biết, hội đồng quản trị của họ rất là lục đục. Chưa kể vị tổng giám đốc hiện tại đang vướng vào cáo buộc tẩu tán rất nhiều tiền công quỹ sang tài khoản cá nhân. Những dự án họ làm cũng không đâu vào đâu. Còn nơi còn bỏ hoang 14 năm rồi vẫn chưa đâu vào đâu hết. Nhân sự cũng không đảm bảo chất lượng. Nói trắng ra, lúc này DC như một chiếc bánh bao hỗn tạp loại nhân đã lên men bốc mùi. Chúng ta rót vốn đầu tư vào đó là một quyết định mạo hiểm. Cô nói đúng, nhưng cô lại quên mất một điều. Vị tổng giám đốc hiện tại chưa chắc sẽ ngồi được lên vị trí chủ tịch. Nếu DC vào tay ông ta thì nó mới trở thành một cái bánh bao bốc mùi. Nhưng nếu nó vào tay người khác, nó chính là một chiếc bánh nướng thơm phức. Cho nên trước khi quyết định muốn rót vốn vào, việc của các cô chính là góp sức một phần làm sạch tập đoàn đó, sau đấy đi đến kết luận cuối cùng. Tôi... Trước sự phân tích chặt chẽ của An, tôi không thể cãi lại được nữa. Những lời muốn phản biện đều nghẹn lại nơi cổ họng. Những người khác đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Nhưng vì tôi là đối thủ của họ, loại được tôi, họ vui đến mức hận không thể mở tiệc ăn mừng, thì làm gì có chuyện đi đến an ủi tôi, khuyên nhủ tôi. Ngồi trong căn phòng yên ắng ấy một mình thật lâu, lâu đến mức khi bên ngoài mọi người bắt đầu nghỉ việc đi ăn trưa, tôi cũng mới đứng dậy cầm túi sách đi ra ngoài, tìm đến phòng của An. Tôi không cam tâm kết quả mình bị loại như thế này. Bởi 3 năm qua, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Tôi học thạc sĩ, học lên tiến sĩ, tôi đi làm thêm đúc kết kinh nghiệm. Thời gian ngủ ít ỏi đến đáng thương, tôi đã vượt qua được hơn 30.000 người để vào vòng cuối cùng. Tôi không chấp nhận ra đi như vậy. Càng nghĩ, suy nghĩ trong tôi càng thôi thúc mình hơn, bước chân cũng nhanh hơn. Khi nhìn thấy An đi ra từ thang máy cùng với Linda, tôi vọt lên trước mặt anh, nâng đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, vứt hết mặt mũi cùng với liêm sỉ, quật cường nói. Anh nói đúng, nếu DC thay đổi hội đồng quản trị thì nó sẽ biến thành một chiếc bánh nướng thơm phức. Nhưng trên thực tế, DC hiện tại muốn xoay chuyển rất khó. Trong tay của Rô có hơn 20% cổ phần, số phần thắng đã nghiêng về phía anh ta rồi. Nếu muốn thay đổi, trừ khi đối thủ của anh ta mua chuộc được những đám người kia. Nhưng mà anh nghĩ xem, họ có thể mua chuộc được sao? Không mua chuộc được thì dùng đến cách cuối cùng, đó là tống Rô vào tù. Điều đó cũng rất khó. Khó chứ không phải là không làm được, đúng không? Tôi nhắc lại lần cuối, cũng không thích hợp. Kết quả này là kết quả công bằng. Ánh mắt của An lúc này lạnh đến đáng sợ, gần như là hết kiên nhẫn với tôi rồi. Anh lướt qua tôi rời đi, đem hết những quen biết trước đó của chúng tôi ném vào sọt rác, trực tiếp coi như xác rưởi. Khoảnh khắc ấy tôi như rơi xuống vực sâu nghìn trượng, tiếng nức nở đến cùng cũng chẳng ngăn được nữa, theo từng câu từng chữ thoát ra khỏi cổ họng. Nhưng anh đã từng nói tôi rất thích hợp với Nét. Khoảng thời gian An ở quê nhà của tôi, nhìn thấy tôi bận bịu với đống giấy tờ và hồ sơ ngổn ngang của bố, anh đã từng hỏi tôi một câu. Tại sao học kinh tế, xong lại đi làm ở đài truyền hình? Khi ấy tôi đã nhìn anh rồi trả lời. Tôi nghe mẹ tôi kể rằng, bố tôi rất thích được làm trong đài truyền hình. Nhưng vì phải nuôi mẹ tôi, cộng thêm một vài lý do khác, cho nên ông đành nghỉ học đi làm. Sau này vì kinh tế khó khăn, mãi kiếm tiền, cho nên ông cũng không nghĩ đến việc đi học lại tiếp nữa. Vì vậy, cô đã thay bố mình làm công việc này. Đó là ước mơ của bố tôi. Bố vì tôi mà bỏ dở tương lai. Tôi muốn thay bố thực hiện nó. Nhưng cô không thích hợp với con đường này. Cô rất giỏi. Nếu giam mình trong chiếc lồng này, thì quả thực phí đi một nhân tài. Tôi cảm thấy hiện tại mọi thứ của tôi rất ổn. Tôi vừa có thể làm MC...
Thời gian rảnh cũng có thể làm thêm và nghiên cứu đầu tư một vài dự án. Không quá giàu có, nhưng cuộc sống cũng được gọi là cơ bản. Nếu là vì bố thì từng ấy năm đã đủ rồi. Vâng, cô thích hợp với Net hơn. Tôi nghĩ cô có thể suy xét đến việc đầu quân vào Net. Net là một tập đoàn đầu tư nằm trong top những tập đoàn lớn trên toàn cầu. Đầu vào rất gắt gao. Với khả năng của tôi chắc chắn không thể vào được. Không lẽ anh định đi cửa sau với tôi à? Sao cô biết là không được? Cô cũng chưa có thử. Chỉ xét riêng về bằng cấp thôi. Nó cũng đã đủ để đánh trượt tôi rồi. Những người làm trong Net đều là những người vô cùng giỏi. Đầu vào của họ gắt gao không khác gì kỳ thi tìm kiếm học sinh giỏi cả. Theo như tôi được biết thì phần lớn nhân viên của Net không học trường quốc tế thì cũng là những trường nổi tiếng trên thế giới. Thành tích đều phải xếp loại giỏi. Họ có đầy đủ kinh nghiệm và những tố chất để mang đến những sự đột phá. Tất nhiên khi yêu cầu đặt ra cao như vậy thì mức tiền họ nhận được trên một năm là một con số khiến cho người khác cực kỳ mơ ước. Đó là lý do vì sao từ năm này qua năm khác Net chưa bao giờ thất bại trên thương trường. Mặc dù từ chối An là vậy, nhưng ngày đó sau khi trở về Hà Nội, tôi cũng bắt đầu gửi hồ sơ áp ly xin học thạc sĩ ở những ngôi trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Lúc ấy tôi nghĩ cơ hội đến với mình sẽ mong manh lắm. Nhưng thật không ngờ mọi sự cố gắng cũng được đền đáp. Khi tôi nhận được học bổng toàn phần tại Harvard, để rồi cho đến bây giờ, khi đứng ở đây tôi có thể dõng dạc tuyên bố với anh. Tôi xứng đáng được làm việc ở Net, trở thành nhân viên của anh. Suy nghĩ trở về hiện tại, tôi nhìn An đứng trước mặt mình. Thấy anh không nói gì thì gan dạ nói tiếp. Chủ tịch An, tôi biết anh không thích những người nói miệng, nhưng nếu anh cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ chứng minh cho anh thấy tôi sẽ không làm anh phải thất vọng. Tôi... Linda không phải là một người phụ nữ hiền lành gì. Tôi không hiểu cô ta đối với An là mối quan hệ như thế nào, nhưng cô ta đối với tôi chính là không ưa. Mà đã không ưa thì cô ta cũng không việc gì phải giữ mặt mũi cho tôi hết. Trực tiếp ở chỗ đông người cười khẩy. Cô có vấn đề ở tai, đúng không? Tôi... Cho dù cô thấy mình phù hợp thì đã sao? Chúng tôi vẫn không tuyển cô. Đó là quyết định của chúng tôi. Cô bất mãn, nhưng cô làm được gì? Như vậy chẳng phải các người làm việc thiếu chuyên nghiệp sao? Với một người như cô, thiếu chuyên nghiệp một lần cũng không ảnh hưởng. Chưa kể cô còn có một vết nhơ. Chúng tôi càng không muốn tuyển. Nói xong những lời này, bọn họ không nhìn tôi thêm một lần nào nữa. Cùng nhau sánh vai đi ra khỏi tòa nhà to lớn. Tôi bất lực đứng đó nhìn theo bóng người khuất hẳn ở ngã rẽ. Cả người trùng xuống, từng bước bước đi thật nặng nề. Đã vượt qua được 5 vòng rồi, đã đánh bại được bao nhiêu người rồi. Vậy mà lúc này vẫn phải nhận lấy sự thất bại thảm hại như thế này. Đến cùng là mọi cố gắng của tôi cũng đổ sông đổ bể thật rồi. Tôi cố chấp không muốn chấp nhận thì sao chứ? Sự thật thảm hại thì vẫn là thảm hại thôi. Rời khỏi tòa nhà Net, tôi không trở về nhà mà rẽ vào một quán rượu, gọi lấy một chai, tìm lấy một góc tối không ai để ý, uống từng chén từng chén. Từ ngày sang đây, vì tập trung vào việc học nên tôi không tụ tập ăn chơi, không uống rượu. Tính đến bây giờ có lẽ là 3 năm không động vào. Thành ra hiện tại chỉ uống được một nửa là đã bắt đầu ngà ngà say, cảnh vật trước mắt nhìn cũng chẳng rõ. Tầm này quán rượu khá là đông, lại là nơi hay dành cho những người có tiền, cho nên tôi có cảm giác mình xuất hiện ở đây, chẳng khác gì ngọn cỏ dại vậy. Có một số ngước lên nhìn, có một số mời gọi khi tôi đưa ánh mắt lướt qua. Tuy nhiên tôi chẳng muốn quan tâm đến những điều ấy. Cái tôi quan tâm lúc này là bây giờ tôi muốn được một mình mà thôi. Đang ngồi đột nhiên một người đàn ông cầm chai rượu đi đến đặt trước mặt mời gọi. Gã ta là một người Nam Mỹ, dáng người thô kệch, cũng chẳng phải là loại tử tế gì. Thô tục mời gọi tôi, thậm chí cánh tay còn chạm vào má với vai tôi. Tôi rụt người lại, theo bản năng đưa tay hất tay gã ra. Ai ngờ không cẩn thận lại làm đổ chai rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm cho mọi người đồng loạt nhìn về phía này.
Tôi khẽ lắc đầu, cố lấy lại một chút tỉnh táo ngỏ ý bồi thường. Có điều đối phương cố tình muốn gây khó dễ cho tôi, kiên quyết không lấy tiền mà chỉ muốn tôi ngồi uống rượu với chúng. Tôi không đồng ý thì liền giở cái giọng hách dịch. Cô em, ba cái đồng bạc này bọn anh không thiếu, nên bọn anh lấy tiền đền của em làm gì? Chẳng qua anh không thích cái thái độ của em, nó chẳng có thành ý nào hết. Thật sự xin lỗi anh, nhưng bây giờ tôi có việc, không thể uống được nữa. Không uống cũng không sao, vậy chúng ta làm cái khác được không? Nói xong gã không an phận, nhân lúc tôi không để ý, đưa bàn tay tởm lợm túm lấy eo tôi siết lại. Một màn đó khiến cho tôi giật mình lùi lại suýt ngã, ngữ điệu khẽ gắt. Anh làm cái gì đấy hả? Gã đàn ông cười xòa, không hề tỏ ra mình là người quá đáng. Thậm chí gã còn mặc định cái việc mình vừa làm với tôi là hoàn toàn đúng, nhướng mày. Anh muốn chơi, nói đi, em cần bao nhiêu? Xin lỗi, tôi không có nhu cầu, tôi sẽ đền anh chai rượu. Nói xong tôi cũng vẫy tay gọi quản lý ra tính tiền. Tên người Nam Mỹ thì càng cố tình muốn gây khó dễ cho tôi. Vì thế nên dù tôi có nói như thế nào cũng không chịu thỏa thuận. Thậm chí còn dùng sức mạnh khống chế tôi, kéo tôi đứng dậy lôi vào một căn phòng. Tôi thoát không được, đe dọa cũng không khiến họ bị ảnh hưởng, mà hét lên cầu cứu cũng không ai đoái hoài. Khoảnh khắc ấy tôi cảm thấy uất ức với hận vô cùng. Cũng không biết mình phải làm cách nào để thoát ra khỏi được nơi này. Thì đột nhiên bóng dáng của An bất ngờ xuất hiện. Anh bước lên kéo tôi về phía sau lưng của mình. Sau đó lại nhìn sang mấy đám người kia, cất giọng lạnh nhạt. Làm cái gì đấy? Chơi gái, chú em không nhìn thấy à mà còn hỏi? Hay là chú em cũng hứng thú với con này? Muốn chơi thì tìm người khác. Không được, con bé Phương Đông này anh chấm rồi, anh phải chơi cho bằng được. Tất nhiên nếu cậu em thích nó thì chúng ta có thể cùng nhau, càng thêm kích thích. Tôi nhắc lại, tìm người khác, nếu không đừng trách vì sao phải ngồi tù. Mày... Bị An giằn mặt, khuôn mặt gã vặn vẹo đến đáng sợ. Gã vùng tay muốn đánh An, nhưng đúng vào lúc này anh lại nhanh chóng lấy ra một khẩu súng dí vào đầu gã. Sát khí tỏa ra từ người anh khiến cho người khác phải chùn bước, còn anh thì gần như không nhịn được nữa, gằn giọng. Tao bảo mày cút. Mày thằng chó, mày nhớ mặt tao đấy. Gã không dám làm gì An. Thêm một phần quán bar này cũng là chỗ quen biết, nên sau một cuộc điện thoại, bảo kê kéo đến rất đông. Họ túm lấy gã Nam Mỹ đó kéo ra ngoài. Không biết là có dạy cho gã một bài học hay không, nhưng mà tôi đoán là kết cục cũng không tốt đẹp gì cho lắm. Hoặc nói thẳng ra, nhẹ thì vài vết thương, nặng thì què chân cụt tay gì đó. Đám đông giải tán, cả người tôi siêu vẹo trong lòng của An. Cơn say lại ập đến khiến cho đầu óc trống choáng. Tuy nhiên tôi vẫn nghe thấy anh cất giọng hỏi mình. Nhà cô ở đâu? Tôi, chung cư Diamond, tòa D23098. Có đi được không? Được, tôi đi được. Cảm ơn anh. Khóe miệng kéo lên một nụ cười vô tri. Tôi gật đầu với anh mấy cái. Sau đó từng chút men theo tường và mép bàn, đi ra phía quầy thanh toán tiền. Thanh toán xong, tôi lại loạng choạng đi ra ngoài muốn bắt xe. Có lúc chạo chân còn ngã đổ dầm xuống, khiến cho nhiều người không khỏi cảm thấy khó chịu. Thậm chí có người còn nhìn tôi với ánh mắt chán ghét, hận không thể lao lên tát cho tôi một cái, để tôi tỉnh táo trở lại. Có lẽ vì sự thảm hại ấy của tôi quá đáng thương, khiến An không thể bỏ mặc được. Một lần nữa lao lên đỡ lấy tôi đi ra xe. Anh đưa tôi trở về căn chung cư. Tuy nhiên lúc đi ngang qua cửa phòng bảo vệ thì lại bị chặn lại. Tôi nghe thấy người đó nói với anh. Cô gái này có thể qua được, còn anh thì không thể qua. Mời anh trình thẻ dân cư. Khu đô thị này an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Muốn vào thì phải đi cùng người sống ở đây, còn không thì tuyệt đối không được vào. Vì vậy việc An bị chặn lại cũng là điều đương nhiên. Dù sao những người bảo vệ này cũng đang làm đúng trọng trách của mình. Anh muốn trách cũng không trách được. Tôi cũng muốn lấy lại tỉnh táo để giải thích, nhưng lúc này đầu óc thật sự choáng váng, muốn nâng mí mắt lên cũng không nổi. Đang không biết phải làm thế nào thì lúc này tôi lại nghe thấy An lạnh lùng nói.
Tôi là chồng cô ấy, có muốn xem giấy đăng ký kết hôn luôn không? Tòa nhà này chỉ đăng ký tên cô ấy thuê, không thấy có người khác. Vậy cậu muốn tôi chứng minh quan hệ vợ chồng với cô ấy như thế nào? Anh nhấn mạnh bốn chữ quan hệ vợ chồng, ngữ điệu không hề kiên nhẫn. Thêm nữa tôi đoán sắc mặt anh cũng không được tốt cho lắm. Vì vậy bảo vệ ngay sau đó đành phải nhường đường để cho anh đưa tôi vào. Những chuyện sau đó xảy ra như thế nào tôi không biết được nữa. Chỉ biết lúc bản thân tỉnh dậy trong choáng váng, bên ngoài trời đã trở nên tối om. Khi say rượu, đầu tôi đau đến muốn nứt ra. Ngồi dậy cũng khó khăn vô cùng. Cử động tay chân phát hiện quần áo vẫn còn nguyên, ngay cả tất cũng chưa hề cởi. Tôi thở hắt ra một hơi, định đứng dậy đi vào nhà tắm, thì phát hiện trong nhà có mùi thuốc lá. Ngẩn người, tôi vén chăn bước xuống, ngẩng đầu nhìn, thấy bên cạnh cửa sổ có một người đàn ông đang đứng đó. Mũi anh rất cao, thẳng tắp, gương mặt đẹp không hề có góc chết. Anh cầm một điếu thuốc, bên lan can cửa sổ đặt một ly giấy làm gạt tàn thuốc. Khi thấy tiếng động anh quay người, đôi lông mày nhíu lại không kiêng dè nhìn thẳng vào tôi, lờ đãng hỏi. Dậy rồi? Ừ, sao anh biết tôi ở đây? Có gì ăn không? Anh không trả lời câu hỏi của tôi. Hương hổ phách trên người sớm bị thức mùi nồng nặc của thuốc lá lấp đi. Có lẽ là bởi mệt mỏi nên thanh âm có chút khàn nhưng lại mười phần quyến rũ. Tôi dụ ánh mắt hỏi anh. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Vậy anh phải đợi tôi làm thức ăn, sẽ hơi lâu đấy. Ừ. Anh không hề có ý định rời đi, cũng không lộ ra vẻ khó chịu giống như buổi sáng chúng tôi gặp nhau. Lúc này khi tôi đang bận rộn ở trong bếp thì anh nhàn nhã ngồi ở ghế sofa xem tivi, ánh mắt vô cùng chăm chú. Thi thoảng điện thoại anh đổ chuông, tôi nghe thấy anh trả lời họ, đoán chừng là rất bận. Cũng đúng thôi, khoảng thời gian trước anh ở nhà tôi, cảnh này tôi cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, chỉ là tôi cảm thấy thật sự khó hiểu vì sao anh lại tỏ ra không quen biết với tôi như thế. Tôi cũng đâu gây tội gì với anh đâu. Năm đó khi tôi gặp nạn, anh không tham gia chương trình Bạn Muốn Thành Công Nữa, khiến cho chủ nhiệm chúng tôi như ngồi trên đống lửa. Ông ấy liên tục gọi điện cho tôi, bảo tôi liên lạc với anh, nói chuyện với anh, mong anh quay lại. Nhưng mà ông ấy nào biết được, đến chính tôi cũng không rõ là anh đã đi đâu. Anh giúp tôi thoát khỏi nhà giam ngột ngạt đó. Khi tôi tự do thì anh biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Biến mất một cách triệt để, tôi tìm thế nào cũng không được. Cơm nấu xong, ăn không làm giá, ngược lại còn ăn đến tận 3 bát. Thức ăn trên đĩa đều không còn miếng nào. Tới khi buông đũa, tôi nghe thấy anh hỏi tôi. Cô học những món này từ đâu? Mẹ tôi, bà ấy nấu ăn rất ngon. Đúng là rất ngon. Anh có thể bảo vợ anh nấu cho anh. Thật ra những món này rất dễ làm, cũng không đến mức quá khó. Câu trả lời này của tôi cũng chỉ là một câu trả lời cho thuận miệng mà thôi. Nhưng không hiểu sao khi lọt vào tai của An, nó lại khiến cho cảm xúc của anh không được tốt. Anh cau mày nhìn tôi, không nói gì thêm nữa, cũng không có ý định nán lại. Sau khi nghe điện thoại xong cũng rời đi luôn. Bước chân của anh khá vội, khi tôi phát hiện anh để quên áo vest, cầm nó chạy đuổi theo anh, thì người đã biến mất giống như một làn khói rồi. Anh không để lại phương thức liên lạc. Sau này tôi muốn gặp anh, dường như cũng sẽ là một chuyện rất là khó. Thế nhưng tôi lại ngàn vạn lần không ngờ tới được. Vào lúc 10 giờ đêm, tôi lại nhận được mail của tập đoàn Net trúng tuyển. Cú lội ngược dòng này làm cho tôi không dám tin vào mắt mình, phải dụi đi dụi lại mấy lần. Tới khi xác nhận mọi thứ là thật thì không khỏi vui mừng. Tốt quá rồi, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ của mình rồi. Theo thông báo, đúng 9 giờ tôi phải có mặt tại phòng nhân sự để nhận việc. Tôi không dám sơ suất nên đến sớm hơn tới 10 phút. Lúc tới nơi, ba người kia cũng có mặt. Bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt không thể coi thường hơn. Thậm chí cô gái tên Susan còn cười khẩy thái độ ra mặt. Cô ta quay sang người đứng bên cạnh mình nói. Thắc mắc làm cái gì? Người ta không có đầu óc, nhưng người ta có kỹ năng. Chỉ cần kỹ thuật tốt, gen tốt, có đen thì cũng đổi thành trắng. Chẳng thế,
Nhìn cái mặt của cô ta mà xem, lẳng lơ đến thế cơ mà. Chắc chắn là cô ta túm được vị lãnh đạo nào đó trong nét để đi cửa sau vào đây. Trước khi đi làm, tôi cũng đã phải đối mặt với rất nhiều sự ghen ghét, sớm đã trở nên quen thuộc rồi. Vì thế mấy lời này cũng chẳng làm tôi ảnh hưởng. Nhưng tôi càng im lặng thì họ càng lấn tới, lời lẽ càng thêm gay gắt. Cuối cùng tôi cũng quyết định không nín nhịn nữa, quay sang mỉm cười nói. Vậy cô cũng thử dùng mánh khóe như tôi xem. Bị tôi nói lại, ba người kia tái mặt. Tuy nhiên chẳng có vẻ ăn năn hối lỗi nào. Ngược lại Susan còn hất hàm với tôi. Nhân cách của chúng tôi không khốn nạn như cô. Đã nằm ngửa thì nên biết điều một chút. Mà kể ra cũng lạ. Không biết người nào mù nhìn chúng một cái bắp cải già như cô. Ông ta không sợ dính răng à? Nhìn một màn ấy tôi cười cười. Lần nữa bước sát lại gần, sau đó ghé vào vai cô ta nói. Cô nói đúng rồi, tôi đây chính là lấy thân đổi công việc đấy. Nhưng thật tiếc cái người thích bắp cải già này lại là ngài chủ tịch. Có bản lĩnh cô cũng thử leo lên giường anh ta giống tôi đi. Việc tôi bị loại thẳng thắn, xong lại lội ngược dòng báo danh nhẹ nhàng, vốn đã làm cho Susan tức điên. Bây giờ bị tôi khiêu khích nữa, cô ta đương nhiên càng không cam tâm. Mắt trợn lên nhìn tôi đầy căm phẫn. Mày đừng có mà ăn không nói có. Chủ tịch xuất chúng như thế, tài giỏi như thế, thiếu gì gái vây quanh anh ấy, mà anh ấy phải vây quanh mày. Không tin à? Không tin thì đi hỏi anh ta thử xem. Xem có phải tối qua anh ta ở nhà tôi không. Mày... À mà tôi khuyên cô một câu. Chủ tịch không thích người phụ nữ trang điểm quá đậm, bởi vì bụi phấn làm anh ta dị ứng. Còn nữa, anh ta cũng không thích mùi nước hoa cô mang, quá nồng và lộ liễu. Mấy loại này chỉ nên dùng khi cô trụy lạc thôi. Mày, tôi làm sao? Tôi chỉ có ý kiến nhắc nhở cô cho tốt thôi mà. Cùng là đồng nghiệp, đừng nên cư xử lỗ mãng như vậy chứ. Ai thèm đồng nghiệp với loại mày, loại đàn bà vô liêm sỉ. Susan tức tối hét ầm lên, không thèm để ý đến hành động lúc này của mình lỗ mãng như thế nào. Đúng lúc này Linda từ bên phòng đi ra. Cô ta liếc mắt nhìn chúng tôi một cái sắc lẹm. Nét tuyển các người đến đây để làm việc, không phải tuyển các người đến đây làm rạp xiếc. Nếu ai không nghiêm túc được thì cuốn gói rời khỏi đây. Susan bất mãn. Nhưng mà rõ ràng là cô ta đi cửa sau. Chúng tôi chỉ cảm thấy không công bằng. Chúng tôi... Bốn người vượt qua vòng phỏng vấn được vào đây làm, nhưng chưa hẳn là chính thức. Nói cách khác, trước mặt các người là 3 tháng thử việc. Nếu trong vòng 3 tháng này không vượt qua được thử thách, thì kết quả cũng là sa thải, hiểu chưa? Chúng tôi đã hiểu chưa? Rồi, tôi hiểu rồi, thưa Phó Tổng. Susan lầm bầm gật đầu. Linda lúc này cũng dẫn chúng tôi trở về phòng làm việc, sắp xếp vị trí cho từng người. Đến khu vực của tôi, cô ta lúc này mới nhìn tôi, buông ra một câu. Mặc dù không biết cô vì sao lại có thể khiến cho anh ấy thay đổi suy nghĩ, nhưng mà tôi nói cho cô biết, cô có thể chót lọt được một lần, còn lần thứ hai thì đừng có mơ. Ở đây không cần người vô dụng, cũng không cần kẻ làm trò hèn hạ. Con mắt nhìn người của chủ tịch rất tốt. Tôi nghĩ điều này Phó Tổng phải hiểu rõ hơn cả tôi chứ. Đừng có tự mãn quá sớm. Linda hử lạnh, nói xong cũng ném xuống mặt tôi một tệp hồ sơ khá là dày phân công. Từ bây giờ cô thuộc quyền phụ trách của tôi. Tất cả những công việc giao cho cô đều phải hoàn thành đúng thời hạn. Tôi cho cô 10 điểm, chậm 1 phút thì trừ 1 điểm. Nếu số điểm về không, thì cô biết kết cục của mình rồi đấy. Tôi có quyền phản kháng lại không? Có, nếu cô tự động rời khỏi nét, thì cô có thể tự do làm những gì mình thích. Cô, sao? Cô không hài lòng. Đúng là không hài lòng. Nhưng cô cũng nói là tôi không thể phản bác lại được còn gì. Tôi chỉ là cảm thấy Phó Tổng dường như để cảm xúc cá nhân lấn át quá nhiều rồi. Dường như cô thật sự không thích tôi cho lắm. Biết vậy thì cô tốt nhất đừng để tôi bắt được điểm yếu. Con người tôi trong công việc chính trực và công bằng. Nhưng ngoài đời tôi không ngại dùng mánh khóe đâu. Lúc nghe Linda nói như vậy, tôi đơn giản chỉ nghĩ cô ta dù ghét mình như vậy nhưng cũng không dám làm gì quá đáng. Nhưng mà tôi lại hoàn toàn sai rồi.
Tập tài liệu cô ta đưa cho tôi là chi tiết về tập đoàn Zing, một tập đoàn đang muốn xin vốn đầu tư từ Net. Cô ta bảo với tôi là cô ta nghi ngờ tập đoàn này làm việc không trong sạch và có những góc khuất, yêu cầu tôi tìm ra nó và làm một bản báo cáo phân tích. Thời hạn là 5 ngày. 5 ngày, một khoảng thời gian rất ngắn như thế thật sự làm cho tôi cảm thấy áp lực. Chưa kể vị chủ tịch công ty Zing là một người vô cùng xảo quyệt và tinh vi, gần như không để lộ ra bất kỳ một điểm yếu nào. Đời tư cá nhân chỉ ghi là đã ly dị với vợ, trước đó có tranh chấp tài sản khốc liệt. Nhưng không hiểu vì sao đến cùng chị vợ lại quyết định buông hết tất cả ra đi tay trắng. Bây giờ muốn tiếp cận ông ta để điều tra, bước đầu tiên tôi phải làm là gì đây? Đến Zing để dò hỏi sao? Nghĩ đến điều ấy, tôi nhanh chóng dùng thời gian ngắn nhất của mình để đọc hết tập tài liệu mà Linda đưa cho mình. Nhưng những thứ được ghi trong này chỉ toàn là thành tích cùng với mấy chi tiết không liên quan, cơ bản không thể điều tra ra được bất cứ cái gì. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa. Tôi chán nản cầm điện thoại lên nhắn tin cho Huyền một chiếc icon. Rất nhanh nó gọi điện lại cho tôi hỏi: ngày đầu tiên đi làm việc thế nào? Có vui không? Đồng nghiệp có dễ thương không? Cũng được. Mà khoan, tao thật sự vô cùng thắc mắc chuyện này. Hôm qua mày bảo với tao là mày bị đánh trượt, nhưng đến tối lại nhận được email đi làm, như thế là thế nào? Đừng nói với tao là ông An đó châm trước cho mày đấy nhé. Tôi không nói gì. Nói trắng ra là không biết nói thế nào nên quyết định giữ im lặng. Buổi tối hôm qua khi An rời khỏi nhà tôi, chúng tôi hoàn toàn không đề cập gì đến cái gọi là việc làm hết. Nhưng không hiểu sao anh lại quay xe đổi ý tuyển dụng tôi. Là thấy tôi đáng thương nên thương hại, hay là có cái suy nghĩ nào khác? Chuyện đó e rằng chỉ có một mình người đàn ông ấy rõ được mà thôi. Ngoài anh ra thì không có người thứ hai nữa. Này, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Mày đừng có mà giấu tao. Mày với lão ấy đi đến bước nào rồi? Thấy tôi im lặng không nói, Huyền lại sốt ruột chất vấn. Ánh mắt nó qua video mang đầy dò xét, nhìn tôi như muốn xuyên thấu, khiến cho tôi vô cùng áp lực. Cổ họng nghẹn ứ lại, cố gắng lắm mới có thể ngập ngừng. Không có quan hệ nào hết. Sao lại không có quan hệ? Vụ việc kia của mày, nếu không có ông ấy thì cũng không dễ dàng gì cho qua được. Thêm bây giờ là công việc này nữa, mày vẫn nghĩ mọi chuyện nó đang bình thường sao? Tôi cái gì? Hay là mày ngủ với anh ta rồi? Không phải. Đối với câu trả lời của tôi, Huyền tất nhiên không hề cảm thấy hài lòng. Nó quan sát một lúc, sau đấy liền tra hỏi tiếp. Mày không cho người ta cái gì mà tự dưng người ta giúp mày vô điều kiện như thế? Đến mày còn cảm thấy buồn cười chứ đừng nói là tao. Mày quen tao bao lâu, tao là người thế nào mày còn không biết hay sao? Tôi vừa cúi đầu nhìn máy tính vừa đáp trả với ngữ điệu cứng rắn, khiến cho Huyền nghẹn cả cổ họng. Nó thở dài nhìn tôi, nét mặt nặng nề kìm nén, biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm trọng. Tao không đùa, Vân này, nếu mày cảm thấy quá cô đơn và muốn tìm một tình yêu, một người phù hợp thì mày cứ thử tìm hiểu xem sao. Đúng là môn đăng hộ đối là rào cản rất lớn, nhưng yêu nhau thì sợ mẹ gì mấy cái đấy chứ. Mày không hiểu được đâu. Thế rốt cuộc có cái gì mà tao không hiểu? Mày cứ im ỉm một mình, không nói, không chia sẻ thì làm sao tôi biết được là mày đang bối rối cái gì chứ? Minh Hường là vợ của anh ta. Quả nhiên giống như tôi nghĩ, sau khi nghe tôi nói xong những lời này, Huyền bật dậy giống như lò xo, nó nhìn tôi đau đớn, dường như không tin vào tai của mình, hỏi lại tôi. Mày nói cái gì cơ? Cái con Minh Hường ấy là vợ của lão An, mày chắc chứ? Ừ, cô ta chính là người vợ bí mật kia. Họ có con với nhau rồi. Đờ mờ, sao lại cẩu huyết đến mức này cơ chứ? Nhưng mà khoan, nếu nó thật sự là vợ của lão An thì việc gì nó phải cướp lão Phương từ tay mày mà nó công khai lên báo như vậy? Chẳng nhẽ lão kia mù mà không nhìn ra sao? Có thể là cô ta đã hối hận cho nên mới... Thế thì lão An này cũng chấp nhận bị cắm sừng cơ à? Mà nói ta mới nhớ, sau khi mày rời đi, lão Phương cũng không thấy lên báo với con kia nữa. Còn mấy lần đến tìm tao để hỏi về mày, hóa ra là vì bị con kia bỏ cho nên mới hối hận, muốn nối lại tình xưa với mày. Khốn nạn, thật sự khốn nạn. Thực hư câu chuyện tay ba của bọn họ ra sao tôi thật sự không biết, nhưng tôi cũng giống như Huyền, đều có suy nghĩ như vậy.
Có lẽ là Hường không cam tâm muốn mất đi Phương và An. Cô ta ích kỷ không muốn sự quan tâm của họ dành cho người khác. Nên khi thấy ai lởn vởn bên cạnh, cô ta sẽ không từ thủ đoạn triệt để đối phương. Với tôi, sự việc năm ấy mặc định cô ta là người hãm hại mình. Nhưng khi những kẻ kia bị bắt, thì người cha ra lại là Minh Hồng. Tuy nhiên khi bị bắt, cô ta đã trở nên phát điên rồi. Không phải diễn mà là hoàn toàn trở nên điên dại. Mà người điên thì sẽ được trắng án. Không thấy tôi nói gì, Huyền lại hỏi tôi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Ngày trước mày ở bên lão Phương, nó cũng tìm cách vùi dập mày. Bây giờ mày vào nét, nó là vợ lão An. Kiểu gì nó cũng sẽ không để mày được yên ổn, tìm cách đuổi mày đi. Không lẽ mày cứ chấp nhận làm bao cát để cho nó phát tiết à? Tao không thấy cô ta xuất hiện ở tập đoàn, cũng không thấy ở đây bàn tán gì về cô ta. Nên tao nghĩ có khi cô ta không có quyền chức gì ở đây. Nói tóm lại là tao thấy thật sự không ổn tẹo nào. Vân này, hay là mày về trước đi. Với bằng cấp như thế của mày, về nước xin chỗ nào chẳng được. Việc gì mày cứ phải cắm rễ ở bên đó. Tao... Hay là mày vẫn còn ám ảnh chuyện cũ? Vân, mày đừng có như thế nữa. Tao biết nó làm mày đau lòng, nhưng mà nó cũng đã trôi qua 3 năm rồi mà. Bố mẹ mày rất nhớ mày. Sao mày cũng 31-32 tuổi rồi, không thể cứ một mình mãi được. Về nước đi, tao giới thiệu anh tao cho mày. Nhà mặt phố, bố làm quan, tư chất khỏi phải bàn. Chuyện này nói sau đi, tao bận một chút. Đang không biết phải trả lời như thế nào thì đúng lúc này bên phía Dinh lại gửi email đến. Nên tôi đành lấy cớ đó kết thúc cuộc nói chuyện với Huyền. Buổi sáng sau khi xem một phần tài liệu, tôi tranh thủ nhắn tin cho phía phòng nhân sự của Dinh, ngỏ lời muốn được họ cấp quyền truy cập hồ sơ. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ ok, ai ngờ email này đối phương lại thẳng thừng từ chối. Họ nói họ không có quyền gì cung cấp, trừ khi có sự cho phép của chủ tịch. Mà chủ tịch của họ thì lại là người không dễ đàm phán chút nào. Nghĩ đến đây tôi cảm giác như cả người mình rơi xuống vực. Cố đến mấy cũng không tìm được lối thoát. Cuối cùng đành phải đứng dậy đi pha cho mình một cốc cà phê. Lúc này trong phòng còn có Linda và một người nhân viên khác. Cô gái ấy dường như làm việc gì sai nên khiến cho cô ta rất tức giận. Biểu hiện chính là đôi mắt đã trở nên đỏ hoe rồi. Quay sang nhìn thấy tôi, thái độ Linda cũng chẳng khá lên bao nhiêu. Đã đọc hết tập tài liệu ấy chưa? Đã xong, tôi có gọi ngỏ lời xem hồ sơ phòng nhân sự. Có điều phía đối phương không đồng ý nên đang tìm cách khác. Đây là cách làm thông minh của cô ấy à? Tôi nghe nói tuần này anh ta ở công ty vì có một cuộc phỏng vấn đấy. Cảm ơn phó tổng. Linda không thèm liếc nhìn tôi nữa, cầm cốc cà phê đi ra ngoài. Cô gái bị mắng hồi nãy bẽn lẽn bước lại phía tôi, lấm lét hỏi. Cô là người mới đến đúng không? Ừ, chào cô, tôi là Lona, hoặc cũng có thể gọi tôi là Vân. Chào cô, tôi là Cathy. Cathy nói đến đây thì dừng lại quan sát tôi một hồi rồi nói tiếp. Cô là người phụ trách phân tích công ty Dinh. Đúng rồi, có chuyện gì sao? Vậy cô có biết tổng giám đốc của tập đoàn đó là một tên ngựa được chính hiệu không? Ngày nào hắn chẳng chôn mình ở cái quán bar rồi ôm ấp gái. Tôi nói cho cô biết, gã ta thật sự không phải là kẻ tử tế gì cả. Cô đi gặp một mình, nhớ là nên cẩn thận một chút. Tôi có đọc qua những tin bát quái này, nhưng mà chẳng có chứng cứ nào chứng minh được. Cô có chứng cứ sao? Không có, nhưng mà bạn của tôi đã từng bị gã đó sàm sỡ lấy quyền chèn ép. Vậy cô có thể cho tôi số liên lạc của bạn cô được không? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy để hỏi một vài thông tin. Nó mất rồi vì quá đau lòng nên nó đã chọn cách dại dột là tự tử. Tôi xin lỗi, không biết. Không sao, cũng đã qua rồi. Tôi cũng sớm để nó vào một góc. Có lẽ Cathy còn muốn nói nhiều hơn với tôi, thế nhưng không hiểu sao lại đột ngột dừng lại. Cô ấy vỗ vai tôi một cái cũng rời đi, để lại tôi một mình ngổn ngang với bao nhiêu đống suy nghĩ và những thắc mắc không tên. Mấy ngày sau, tôi tranh thủ xử lý công việc, sau đó chạy đến Dinh, nhưng đều không thành công vì sếp đi công tác. Đến ngày thứ tư, biết tôi là chuyên viên phân tích của Net,
Trợ lý cũng dẫn tôi đến phòng chờ đối diện với phòng hội nghị. Lúc này bên trong có khá nhiều người. Nổi bật nhất vẫn là John Dee. Anh ta ngồi ở giữa, mặc bộ đồ sang trọng, nhưng không mang cà vạt. Nút cúc áo sơ mi trên cùng không đóng. Mỗi lần nghiêng người hay cử động, đều để lộ ẩn hiện xương quai xanh đầy nam tính. Không cần nói chuyện cũng đã đủ hớp hết hồn của mấy cô trợ lý và khách mời ngồi ở dưới. Kỹ thuật viên ánh sáng làm xong công tác chiếu sáng. Dưới ánh đèn khuôn mặt của anh ta càng được soi nét từng góc cạnh. Lúc phỏng vấn anh ta cũng không có hùng hồn mãnh liệt, không nói dài dòng. Chỉ vài từ đơn giản nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy hâm mộ. Hận không thể mỗi lần vỗ tay có thể vỗ thật to hơn. Thật sự nếu không phải đã đọc những tin bát quái về anh ta trước đó, thì có đánh chết tôi cũng không bao giờ tin. Người đàn ông kia, tưởng chừng đạo mạo kia lại là một kẻ đốn mạn như thế nào. Chờ khoảng gần một tiếng thì John Dee cũng quay xong. Lúc anh ta mở cửa đi ra, tôi sợ đối phương có việc bận khác nên vội vàng chạy lại, dùng tốc độ nhanh nhất để nói chuyện. Tổng giám đốc John Dee, tôi là chuyên viên phân tích thị trường của tập đoàn Net. Không biết bây giờ anh có thời gian rảnh không? Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không ạ? Ngay sau khi tôi vừa dứt lời, John Dee cũng nâng đôi mắt của mình lên nhìn tôi. Anh ta cười như không cười, ngữ điệu vô cùng bình thường, nhưng ngay sau sẽ hiểu thấy được nó mang theo đầy ẩn ý. Cô là người của Net mới vào đúng không? Đúng vậy. Thảo nào, cô có biết nguyên tắc làm việc của tôi không? Tôi chỉ nói chuyện với cấp lãnh đạo của cô, còn nhân viên chưa tới lượt. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận nhỏ, tôi hơi siết bàn tay của mình. Thật sự lúc này chỉ ước gì mình có thể vung tay tát cho gã một cái. Tuy nhiên tôi vẫn không quên mục đích của mình, vì thế đành hít vào một hơi sâu nói. Ngài John Dee, tôi thật sự có thành ý, hy vọng anh cho tôi một cơ hội. Cơ hội? Cô muốn cơ hội như thế nào? Hử? Vừa nói John Dee vừa sát lại gần tôi, gần đến mức tôi có thể thấy hơi thở nóng rực của anh ta phả lên cổ mình. Theo vô thức, tôi lùi lại mấy bước. Hành động ấy làm cho anh ta giống như kiểu bị kích thích đến hứng thú, nhún vai. Thôi được rồi, tôi cho cô một cơ hội đây. Có điều bây giờ thì không được, tôi có một buổi tiệc rồi. Không sao, tôi có thể đợi anh được. Nếu vậy thì đi cùng đi. Tôi... Sao, không đồng ý? Không đâu, tôi sẽ đi. Khó khăn lắm mới gặp được John Dee. Bây giờ tôi không đi cùng với anh ta thì chắc chắn sẽ khiến anh ta phật ý. Sau này muốn tiếp cận lại cũng rất khó, mà đi cùng thì cũng không biết anh ta sẽ đi đâu. Tuy rằng phương án thứ hai khá là mạo hiểm, nhưng mà tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận gật đầu đồng ý mà thôi. Theo John Dee đến một nhà hàng, lúc này bên trong đã có sẵn mấy người ngồi ở đó ngồi đợi rồi. Hình như đều là bạn của anh ta thì phải. Nhìn thấy tôi đi cùng, một gã còn không khỏi trêu chọc. Trước giờ tôi cứ tưởng John Dee miễn nhiễm với đàn bà rồi. Ai ngờ cậu ấy lại ngấm ngầm giấu đi một mỹ nhân. Đúng là làm cho người khác bất ngờ đấy. Tuy biết là một lời nói đùa để không khí trở nên vui vẻ, nhưng tôi không nghĩ tới rằng những kẻ ngồi đây lại để ý nó đến như thế. Ai ai cũng bàn luận, thậm chí một người khác còn lên tiếng. Đàn bà theo John Dee trước giờ đâu có thiếu, nhưng mà để cậu ta đích thân dắt đi thế này, chắc chắn là kỹ thuật cũng phải rất tốt. John Dee, cậu khai thật đi, có đúng không thế? Đừng có trêu cô ấy. John Dee cười cười, anh ta nâng đôi mắt đào hoa của mình nhìn sang tôi, tay nâng ly rượu lên cụng vào ly của tôi một cái, sau đó nói tiếp. Cô ấy là bạn tôi, là chuyên viên phân tích thị trường của Net. Là tập đoàn mà cậu muốn xin đầu tư dự án sắp tới à? Ừ. Chà chà, vào được Net thì không phải là người tầm thường đâu. Thảo nào lại khiến cho đại thiếu gia của chúng ta hứng thú như thế. Được rồi, thức ăn nguội hết rồi, ăn đi. Bữa cơm này có rất nhiều món sơn hào hải vị, lại có cả rượu đặc sản của nhà hàng, nên tôi bị mọi người chúc uống khá nhiều. Ban đầu thì còn miễn cưỡng đáp lại mỗi người một chén, nhưng càng về sau bản thân cứ bị mấy người đó thi nhau chúc. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ chối. Hướng sang John Dee nói.
Ngài John đi, tôi muốn hỏi anh một chuyện thôi. Cũng không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Hy vọng anh có thể hợp tác với tôi được không? Cô còn chưa ăn no mà. Tôi no rồi. Nghe tôi thành khẩn như vậy, mọi người tuy có một chút mất hứng, nhưng vì lý do chính đáng nên họ cũng chỉ có thể cười xòa không làm khó tôi nữa. Anh ta à lên một tiếng, sau đó vẫy tay gọi phục vụ mang đến cho tôi một cốc nước chanh nói. Vậy uống một ít chanh muối đi cho tỉnh rượu. Cô phải tỉnh rượu thì chúng ta mới nói chuyện được. Đầu óc đau như búa bổ, xong cũng muốn vì xong việc cho nhanh, nên tôi cũng cầm lấy cốc nước nhân viên nhà hàng đưa uống cạn. Uống xong tôi lúc này cũng quay sang hỏi anh ta. Buổi chiều tôi có liên hệ với bên anh, ngỏ ý muốn xem hồ sơ nhân sự, nhưng mà họ bảo tôi cần hỏi lại anh. Cho nên ngài John đi, tôi muốn anh cho phép tôi được lấy dữ liệu bên Dinh, có được không ạ? Được thôi, chuyện này cũng không có gì to tát lắm. Ngày mai cô đến công ty, tôi sẽ bảo nhân viên nhân sự gửi cho cô. Cảm ơn anh. Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện lại có thể kết thúc một cách nhẹ nhàng thế này. Vì thế để tỏ lòng cảm ơn, bản thân quyết định uống thêm một cốc rượu nữa, sau đó mới đứng dậy xin phép đi về. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc này, tôi bắt đầu thấy trong người bỗng dưng nóng bừng. Dù đã chạy ra nhà vệ sinh rửa mặt rất nhiều lần, tuy nhiên vẫn không thấy cơn nóng ấy giảm đi được một chút nào cả. Ngược lại cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò quanh vậy. Cái cảm giác này tôi biết là gì, bởi vì đã từng trải qua một lần rồi, nên nhân lúc bản thân còn tỉnh táo, tôi cố gắng lục túi lấy điện thoại muốn gọi cầu cứu. Chỉ là liều thuốc quá nặng, bàn tay tôi run rẩy không cầm nổi, chiếc điện thoại rơi thẳng vào bồn nước, kéo theo cả người mềm nhũn trượt xuống hành lang tối vắng lặng. Đúng lúc này chẳng biết có phải tình cờ hay không mà cả người tôi bỗng dưng được John đi ôm vào trong lồng ngực của anh ta. Sau đấy bên tai là tiếng gọi. Lona, cô không sao đấy chứ? Giọng nói đầy từ tính, đầy quyến rũ, giống hệt như một nốt thanh nhạc dội vào tai, phút chốc khiến cho thần trí của tôi càng thêm lu mờ. Đầu óc mụ mị dần không thể kiểm soát được nữa. Cả người dính chặt lấy anh ta không còn một kẽ hở. Quần áo sộc sạch để lộ cả một mảng da thịt trắng muốt dưới bụng. Tôi yếu ớt mấp máy môi rên nhẹ. Anh bỏ thuốc tôi. Nghe được câu nói của tôi, khóe miệng John đi nhếch lên một nụ cười đầy thâm độc. Hắn ổ lên một tiếng, nhớn mày ngả ngớn. Tôi nên nói là em ngây thơ, hay là do tôi quỷ quyệt? Anh đừng động vào người tôi. Tôi cố gắng gạt tay hắn ra khỏi mình, cả người ngồi trượt xuống nền nhà. Đầu óc bây giờ không đủ tỉnh táo nữa, chân tay trở nên mềm nhũn. Tôi phải cố gắng lắm mới vịn được tường đứng dậy, nhưng dường như ông trời không chiều lòng người, đôi chân tôi rất nhanh khuỵu xuống, một chút sức lực cũng không có. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ, tôi không phản kháng được nữa, cả người bị John đi bế lên đi vào một căn phòng VIP. Trong ánh điện mờ, hắn ném mạnh tôi xuống chiếc ghế sofa. Sau đó chồm người đè tôi xuống dưới, ngón tay bắt đầu lướt từ trên mặt, xương quai xanh xuống ngực. Tôi giãy giụa không được, chỉ có thể gắng sức chửi thề hắn. Nhưng tên này đúng là một kẻ điên, hắn không ngại khi bị tôi chửi bằng những lời thậm tệ, ngược lại còn cười cười. Em kêu như thế này, tôi cũng thấy hưng phấn. Thả tôi ra, thả tôi ra. Ngoan, một lát nữa sẽ rất kích thích đấy. Tôi không sao thoát được. Dạ dày lúc này cuộn lên từng cơn đau nhói, nước mắt chảy dài, cơn nóng hầm hập trong người thi nhau kéo tới hành hạ nữa, nên toàn thân tôi chẳng mấy đã mềm oặt đến mức không còn một chút sức lực nào hết. Tôi ngứa ngáy chẳng khác gì có hàng vạn con kiến bò đi bò lại thi nhau gặm nhấm mọi ngóc ngách cơ thể, làm cho tôi run rẩy mất kiểm soát, khó chịu đến mức làm tôi chỉ muốn lột hết quần áo trên người. Lúc này tiếng chuông điện thoại của John đi vang lên. Hắn một tay giữ tôi, một tay bấm nút nghe. Bên đầu dây bên kia là những lời nói ngả ngớn của đám khốn nạn hồi nãy. Này John đi, cậu chơi như thế là không có được đâu nhé. Người đẹp thì phải chia sẻ, ai lại đánh lẻ một mình như thế chứ? Yên tâm, ai cũng có phần. Nhưng mà trước đi đến tay chúng mày thì phải để cho tao thưởng thức cái đã chứ.
Thưởng thức một mình thì đâu có gì hay. Cái này phải cùng nhau. Cùng nhau thì mới kích thích, hiểu không? Nói đi, đang ở phòng nào để chúng tôi tiện thể gọi thêm cô em ngọt nước của thằng Mark nữa. Cũng được. Thế thì đến phòng tổng thống 4503 đi. Tao để cửa rồi đấy. Được, đợi bọn tôi. Chuyến này phải vui lắm đây. Nghe những lời nói bỉ ổi này, tôi thật sự hận đến mức không thể lao lên giết chết tên khốn nạn trước mặt. Hận không thể băm hắn ra hàng trăm hàng ngàn mảnh. Nhưng thuốc càng ngày càng ngấm. Tôi không làm sao được. Chỉ biết cắn môi thật chặt. Tay cũng siết lại để cho đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Với hy vọng có thể dùng sự đau đớn này để đè nén ngọn lửa đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể mình. Nghiến răng nghiến lợi. Mấy người đừng có mà làm liều. Nếu không tôi nhất định sẽ báo công an. Nhất định sẽ không bỏ qua cho mấy người. Nhìn cưng này khó chịu lắm rồi đúng không? Khó chịu thế thì bướng bỉnh làm cái gì? Ngoan ngoãn chơi cùng bọn anh. Anh nhất định sẽ đưa em lên thiên đường. Khốn nạn. Nào, không phải em muốn lấy dữ liệu nhân sự sao? Anh bảo rồi, anh sẽ đưa. Nhưng tối nay ngoan ngoãn chơi với bọn anh đã. Được không? Nói xong, hắn lại vươn tay về phía tôi vuốt ve. Tôi nghiêng người tránh mặt sang một bên. Tuy nhiên hô hấp lại bị bao trùm bởi hơi thở nóng rực của hắn, khiến cho ngọn sóng cuộn trào trong người ngày càng mãnh liệt hơn. Và rồi đột nhiên một cảm giác ham muốn ập tới, khiến cho tôi mụ mị, thật sự chỉ bỏ lại. Nghĩ tới đây, tôi biết mình đã không còn ý thức rồi, nên lại cắn xuống môi mình một cách thật đau. Hắn khẽ cười vươn tay ra kéo tôi ôm vào trong ngực. Bàn tay tham lam cũng bắt đầu vươn ra chạm vào da thịt của tôi nói. Cưng à, vô dụng thôi. Em có cắn nữa cũng không thay đổi được gì đâu. Bỉ ổi, khốn nạn, buông tôi ra. Cưng cứ mắng thoải mái. Nhưng lát nữa kiểu gì cưng cũng sẽ phải cầu xin anh thôi. Nói xong hắn nhanh chóng cúi xuống. Sau đó hung hăng hôn lên khuôn mặt tôi. Hôn vào môi tôi. Từng hơi thở và hành động lỗ mãng của hắn khiến tôi cũng ngày càng dồn dập. Tôi rất muốn dựa vào chút lý trí còn sót lại mà đẩy hắn ra. Nhưng khi những ngón tay yếu ớt của mình chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn thì lại giống như lấy trứng chọi đá vậy. Toàn bộ sức lực của hắn đều dồn lên người tôi, khiến tôi vừa khó thở vừa khó chịu. Cứ thế hắn không ngừng bóp mạnh ngực tôi, rồi cởi từng chiếc cúc áo của tôi, lột bỏ quần áo của tôi, kéo mạnh chân tôi ép lại hình chữ M. Khoảnh khắc ấy tôi thật sự đã tuyệt vọng, nhất là khi hắn đưa cái vật đàn ông ghê tởm mỗi lúc một gần về phía tôi. Nước mắt tôi đã ướt đẫm đầy mặt, mọi thứ đều trở nên nhòe hết. Tôi vô hồn như một cái xác chết, chấp nhận buông xuôi tất cả, để mặc nó đến đâu thì đến. Nào ngờ đột nhiên lúc này cánh cửa lớn bị đạp một cái thật mạnh, dồn đi cũng bị nhấc ra khỏi người tôi ném xuống sàn, rên rỉ đầy đau đớn, giống như là bị đánh rất là đau. Thế rồi sau đó tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tôi chỉ biết cả người tôi được một vòng tay khác nâng lên. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ mang theo mùi hương hổ phách để quen thuộc, cũng đầy mê hoặc quyến rũ. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm mình, cánh mũi cọ lên cọ xuống. U mê ngửi mùi thơm từ chiếc áo sơ mi trắng của người đó, miệng tôi mấp máy đầy thống khổ. Tôi nóng quá, nóng quá. Vừa nói tôi vừa đưa tay lên sờ soạng khắp lồng ngực săn chắc của người ấy làm loạn. Môi cũng không an phận trượt lên chiếc cổ mát lạnh của anh ta. Cắn mút liếm láp, hành động vô cùng cản rỡ. Người đó rất thơm, da thịt nơi xương quai xanh lại rất nhẵn. Chẳng biết có phải là do được bảo dưỡng tốt hay là tự nhiên mà có được như thế nữa. Chỉ biết rằng nó làm tôi mê đắm rồi. Nó khiến cho cơn ngứa ngáy trong tôi dịu vợi đi. Ít nhất là so với hồi nãy không còn khó chịu nhiều như trước nữa. Thế nhưng cũng chỉ là dịu đi một chút thôi, chứ không hề dập tắt hết được dục vọng đang lớn dần trong người tôi lúc này. Mồ hôi trên trán và cánh mũi xuất hiện từng tầng. Tôi khó nhọc rên hừ hừ trong cổ họng. Một tay vòng lên ôm lấy cổ người đó, một tay siết lấy tay anh ta kéo đặt lên eo của mình, nức nở nghẹn nghẹn đầy mời gọi. Tôi, giúp tôi.
Người đàn ông đó bị tôi chiếm tiện nghi chẳng biết có tức giận hay không. Nhưng ngay lúc này tôi cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của anh. Dây trên cổ mình nóng không kém mình hiện tại là bao. Thậm chí bàn tay vừa nãy còn buông lỏng, bây giờ đã siết chặt lấy da thịt tôi bóp mạnh, giống như muốn vắt chúng ra nước vậy. Để rồi vài giây sau tôi nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc gọi tên của mình. Em có biết tôi là ai không? Điện trong phòng tối mờ, chiếc đèn trần trên cao cũng mở nhạt hắt lên sườn má đầy nam tính của người đó, khiến cho anh trong phút chốc trở nên đẹp, giống hệt như một bức tượng đầy cao ngạo vậy. Đẹp đến chói lóa con mắt, đẹp đến mức khiến tôi cảm tưởng đây đều là mộng ảo không chân thực, thậm chí còn hút luôn cả hồn của tôi cuốn vào bên trong mê cung, lạc lối không tìm được đường ra. Khoảnh khắc ấy tôi trườn người nằm lên người anh, tay đưa ra túm lấy cổ áo anh giật mạnh đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng hết cả lên. Thế nhưng giật mãi vẫn không thể cởi được chiếc cúc nào. Tôi bắt đầu trở nên tức tối, miệng lẩm bẩm vô thức. An, tôi thật sự khó chịu lắm. Nhìn kỹ lại lần nữa xem. Anh là An, là Vũ Trường An. Dục vọng bị đẩy đến cực điểm khiến tôi gần như muốn phát điên lên. Nên đầu óc bây giờ nào nghĩ được gì nữa. Tôi chỉ biết hiện tại ở trước mặt mình có một người đàn ông cực phẩm. Mùi hóc môn của anh ta làm tôi say. Và hơn hết tôi muốn sờ và quấn quýt với thể rắn chắc sau lớp quần áo vương víu kia. Thế nên tôi chẳng đủ tỉnh táo được để mà phân biệt cái việc mình đang làm là đúng hay sai nữa. Giúp tôi thật sự không chịu nổi. Giọng nói yếu ớt mang theo bao nhiêu sự cầu xin, sau một hồi cũng làm cho người bên dưới cứng lại. Anh cúi đầu xuống cắn vào môi tôi một cái để trừng phạt, hung hăng ngậm lấy môi tôi, trà sát từ bên ngoài rồi đến trong khoang miệng, khuấy đảo điên cuồng, từng chút cướp đi hơi thở yếu ớt. Mà tôi đối với những hành động này càng cảm thấy thoải mái vô cùng, cũng ngửa cổ nghênh đón từng nụ hôn của anh rơi xuống. Thân thể vặn vẹo, tôi điên cuồng sờ soạng lồng ngực săn chắc của anh, miệng lại rên rỉ nỉ non. Nữa đi. Có lẽ lời nói của tôi quá gợi tình, quá mời gọi, nên sau khi vừa dứt, An lại bắt đầu kéo dài nụ hôn xuống dưới ngậm lấy đỉnh hồng. Thế nhưng tôi vẫn không bảo anh dừng lại, bởi cảm giác đè nén mang theo chút nặng nề khó thở này khiến lỗ chân lông cả người tôi đều kêu gào muốn hơn nữa, muốn thật nhiều. Da thịt nóng hầm hập dính vào nhau dưới sự trêu đùa bởi chiếc lưỡi của An, toàn thân tôi trở nên tê tái khó chịu khác thường. Mười đầu ngón tay vô thức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh vần vò. Tôi cũng điên loạn đặt nụ hôn của mình lên da thịt nóng rực đầy mồ hôi ấy. Giọng nói vụn vặt trong tiếng rên. Tôi, đừng hành tôi nữa. Cả người cong lên vặn vẹo, An đưa hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt tôi. Cánh mũi lấm tấm mồ hôi chạm lên cánh mũi tôi. Ngữ điệu anh ta khàn đặc, đoán chừng cũng sắp không chịu được như tôi đến nơi rồi. Muốn lắm sao? Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Muốn. Sự giày vò khiến tôi sắp phát điên, đầu óc trống rỗng không nghĩ được bất cứ điều gì, thậm chí bản thân còn cảm nhận được một dòng nhiệt ấm áp đang dò dỉ ra. Sau đó cả người tôi trở nên căng cứng, vật nóng một hồi đi thẳng vào trong tôi. Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng hai cơ thể va chạm nhau du dương vang lên. Anh làm rất lâu, hết trên giường rồi vào nhà tắm, rồi ra đến ban công trên bàn trang điểm. Không nơi nào là không có dấu vết hoan ái trụy lạc của chúng tôi. Cuối cùng tối khi tôi mệt lả, anh cũng mới chấp nhận buông tha cho tôi, kết thúc màn tình dục tốn đầy tinh lực này. Ngủ một giấc thật dài, ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, thân thể như bị bánh xe hung hăng nghiền nát vậy, chỉ còn sót lại chút sức lực mà hô hấp một cách yếu ớt. Nhìn một lượt quanh căn phòng không hề có một ai, tuy nhiên dư vị ái tình đọng lại vẫn rất là rõ ràng. Da thịt bầm tím, không cần nói cũng biết đêm hôm qua ở đây đã kịch liệt như thế nào. Các bạn thân mến,
Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vượt qua sóng gió của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.